Rồi, ok bà rồi. Anh nghĩ con cái cái con ở trên mái hoa đấy nó chờ lớn lên tí hắn đĩa phát là chuôn vô ở với hàng là trong hàng cả tay luôn đúng không? Cái đứa cái con nó cái con này nó xích tụi con thì anh có hai con nhưng mà hồi bữa thì 6 cuốn bán 2 cuốn bố anh bật 2 cuốn để bật 2 cuốn em mua cái lòng đi đốt được rồi thả anh cứ thả rông ra máy chọn nên tháo cả vàng vậy cái máy chọn em cho ăn à cái gì uống mà nấm cọc vải ạ thằng Vinh mua con nước rồi vì vậy lúc hối ngọc chiều nay em rủ anh đi 12 giờ mà lúc không rủ anh được lên nó mua luôn con gà rồi về cắt luôn Vinh hết mấy mua gà tiếp á không phải nhái em chưa không nhái chết anh lên lúc anh lên một quay chứ sao chưa nên mi về sao không thấy chẳng đang đây lúc đó bọn em quên đi cắt tóc về lúc mày đạp mày chưa về tao thấy chưa mày chưa cắt tóc đúng thái lúc đó bọn em thì chưa nhưng mà nói chung là mình không mua cái nữ định tao thề đùa đó chưa mua mà chờ mấy con trống mua một chi anh thật đấy chứ giống như em nè chờ chỉ mua mái mua một con mái thôi chờ anh chưa có trống đập mái nhưng mua trống mái là mái ôm đúng không rồi, ai biết được tía rồi sám rồi ôi mơ đi 4-5 màu tống rồi về chả con mua gà chứ cả thay là mua một mái cho mái tao á chắc là gà lấy đâu đó gà Vinh Hít chắc là để chống cãi gà anh thái giỏ nhưng không chân như vậy gà tao bên chắc cái gà hết cái hè đúng không hết cái hè với đĩa gà mấy anh mấy bữa nay anh nhốt ra tầm khoảng được 5-6 quả rồi đem mượn nhá mượn gì mượn đập mai nhốt ra hơn đĩa 5-6 quả là không có con gà ta tới ấp rồi mày đã mắn gì nhưng mà lúc đó mới hết cái nửa gà tên rồi nè mọ nước gà lai đó không chờ vẫn được này anh thả ra ngoài không cho gà tê đạt muốn hơn tháng mai em mượn về mẹ anh không có mượn nếu của mẹ anh cho phần đêm gà thái hoặc gà tinh về đây đập mái này đúng mẹ em với mình cứ thế đúng không mi bắt con chi cho chỗ đây anh bắn cái nhanh em tao nó đấy cơ nhanh lên thôi đi chị thấy nói mà là chụp về anh bây giờ anh gọi 20 chờ mà mua thì ông nếu gà của mình mà chết thì mình chả đưa gà của mình cho bọn ăn đó đấy con nước thật.